Chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua sản phẩm tại OneTech Pro. Giảm ngay 10% cho khách hàng sử dụng sản phẩm bọc ghế da ô tô. Giảm ngay 10% khi khách đặt ngay hàng online ngay dưới video này. Khi các bạn mua gói combo, chúng tôi sẽ để cho giá cực rẻ chỉ với 5 triệu đồng áp dụng cho xe 4 5 chỗ, 7 triệu đồng áp dụng cho xe 6 7 chỗ là đã sở hữu trọn gói combo về độ nội thất bao gồm bọc ghế da công nghiệp 1 cao cấp 80% da thật Singapore, khuyến mãi 4 vách cửa bọc da trị giá 1 triệu 200 nghìn, miễn phí 100% công lắp đặt, miễn phí giao hàng trong nội thành hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ càng trước khi sản phẩm giao cho khách, bảo hành 3 đến 5 năm. Chúng tôi sẽ hoàn 100% tiền cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện da bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu. Ví dụ như bọc da công nghiệp loại 1, độ da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp OneTech Pro. Hotline 1, tư vấn kỹ thuật 0916 816 393 0858 302 555. Hotline 2, tư vấn báo giá 0913 651 544. Website onetechpro.vn, bọc ghế da ô tô.com. Email onetechpro.vn@gmail.com. OneTech Pro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực tạo thêm nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận được những video mới hoàn toàn miễn phí từ OneTech Pro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.